Em xin kính chào các bác ạ. Hôm nay thì em lại xuống một cái video. Kính mong các bác đón xem ủng hộ ạ. Hôm nay thì em chia sẻ rất là nhiều đơn thân các bác nhé. Và đặc biệt là sẽ sale giá cực kỳ là rẻ. Kính mong các bác đón xem ủng hộ chia sẻ và like bên vườn ạ. Mở đầu like thì em sẽ giới thiệu các bác những cái tác phẩm đơn thân các bác nhé. Tác phẩm đơn thân ví dụ như là đầu like thì em sẽ giới thiệu các bác một cái rể tam bảo, gọi là hoàng tam bảo Tây Bắc các bác ạ. Đó. Trước màn hình của em đó là một cái giò hoàng tam bảo Tây Bắc các bác nhé. Một cái dòng hoa vừa thơm, vòm hoa to, cánh dày đẹp các bác ạ. Đó. Trước màn hình của em là một cái giò hoàng tam bảo các bác này. Hoa của nó phải nói là cánh cực kỳ là to và dày các bác nhé. Các bác chia sẻ các bác cái mã này là T5 các bác ạ. T5 ạ. T5 một giò hoàng tam bảo siêu đẹp các bác nhé. Lá nhựa của Tây Bắc. Bộ rễ thì cũng khá là dài và đẹp các bác nhé. Lũa thì được thuần rất là lâu năm. Em xin chia sẻ các bác cái mã này là T5. Kính mời các bác đón xem ạ. Một cái giò lan mà lá nhựa siêu đẹp các bác nhé. Thân thì đang chuẩn bị đi nụ rồi các bác ạ. Thân đang chuẩn bị đi nụ rồi ạ. Cái mã này của em là T5 ạ. Mở đầu like thì em sẽ chia sẻ các bác cái lũa khủng này với giá bằng 1.100.000 các bác nhé. 1.100.000 cho cái mã T5. Đó, một cái tác phẩm hoàng tam bảo Tây Bắc các bác nhé. Hoàng tam bảo Tây Bắc lá nhựa. Các bác ngắm qua cái chất là đẹp hơn cả là quế luôn các bác ạ. T5 ạ, 1.100.000 các bác nhé. Các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842981 các bác nhé. 0977 842981 các bác ạ. Một cái lũa lan siêu khủng. Mọi like thì em cũng chia sẻ các bác bằng 1.500.000 các bác ạ. Và hôm nay thì em sẽ sell nốt các bác nhé. Mai em sẽ xuống lô mới. Đấy, chia sẻ cái mã T5. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác những cái lũa nhạn, gọi là cái dòng nhạn va hoa xanh cốm các bác ạ. Đó, trước màn hình của em là những cái tác phẩm nhạn va hoa xanh cốm các bác nhé. Đó, một lũa gọi là toàn bộ là những cây tuyển chọn lọc các bác ạ. Đây là đã được thuần ở trên ký ở trên những cái cục lũa các bác. Tại vì cái này là không có người nhân ấy, nên là không có người sách hộ, nên em dựng tạm ở trên cái chậu các bác ạ. Em phải dựng tạm trên này một lũa. Như màn hình của em là một lũa 4 cây các bác nhé. Một cái dòng hoa gọi là xanh cốm, va xanh cốm các bác. Đó, bình thường các bác mua những cái thân này này không dưới 800 đến 1 triệu một thân các bác nhé. Và em sẽ chia sẻ các bác một cái lũa này của em thì 4 thân. Khá là đẹp các bác. Nhận va nhé, các bác chốt cho em là va 1 ạ. Các bác chốt cho em là VIP 1 các bác nhé. VIP 1 nhận va các bác ạ. Một cái dòng hoa gọi là say, dễ hoa, nhiều hoa và dễ thuần các bác ạ. Thân là cũng đẹp, không những là hoa thì rất là say nha các bác. Dạ, em chia sẻ cái mã VIP 1 ạ. Dạ, VIP 1 là một lũa 4 cây các nhá, một lũa 4 cây cái mã VIP 1. Rồi em chia sẻ các bác cái mã VIP 1 với giá bằng 1.650.000 các nhá. 1.650.000 cho cái mã VIP 1 các bác ạ. VIP 1 là một lũa nhạn va các bác nhá, 4 cây siêu VIP ạ. Rồi em chia sẻ bằng 1.650.000 các bác nhá. Dạ, đến cái mã VIP 2 các bác ạ. VIP 2 vẫn là một cái lũa nhạn va các bác ạ. Đẹp lắm các bác ơi, toàn bộ là cây chọn lọc các bác nhìn này. Cây siêu là đẹp. Ngày xưa mà một thân thì các bác mua phải 2 triệu mấy rồi. Giờ cái mã VIP 2 thì em chia sẻ các bác bằng 1.250.000 các bác nhé. 1.250.000 cho cái mã VIP 2 ạ. Đó, VIP 2 thì vẫn là một lũa nhạn va các bác nhé. Đẹp quá các bác, nếu bác nào chơi chấn vườn các bác chốt luôn. Đó, bình thường em bán trên live lũa này em đang bán 1.500.000 các bác ạ. Giờ em chia sẻ các bác 1.250.000 ạ. Rồi đây cái mã VIP 3 các bác nhé. VIP 3 đẹp lắm các bác. Đó, VIP 3 thì em chia sẻ các bác bằng 800.000 các bác nhé. Lũa này thì cây có nhỏ hơn một chút các bác ạ. Đó, lũa này có nhỏ hơn một chút. Chia sẻ cái mã này là VIP 3 các bác nhé. VIP 3 với giá bằng 800.000 các bác ạ. Các bác nhìn thần đẹp như thế này luôn. Dạ, cái mã VIP 3 nha các bác. Đó, số tầm chốt và alo là số điện thoại cho em các bác nhé. Đó, VIP 3 chia sẻ bằng 800.000 các bác ạ. Đó, các bác muốn sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Và tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái chậu chồn trắng các bác ạ. Trước màn hình là một chậu chồn trắng, các mã là A1 ạ. Dạ, cái mã A1 chồn các bác nhé. Chốt là cho em A1 chồn trắng. Hôm nay sell nốt các bác này. Bình thường đôi này em bán 550, hôm nay xả các bác bằng 300.000 các bác nhé. Đó, 300.000 cho cái mã A1 chồn trắng các bác ạ. Dạ, A1 chồn trắng các bác nhé. A1 chồn trắng 300.000 các bác. Rồi đến cái mã A2 các bác ạ. A2 vẫn là một cái giò chồn, nó là dòng chồn hồng các bác nhé. A2 trồn hồng hôm nay xả nốt các bác 280.000 các bác này. Đó, xả nốt các bác 280 các bác nhé. Đấy, còn có hai chậu nhỏ bác là sưu tầm đi.
chốt gọi alo cho em các bác nhé. A2 Trốn Hồng ạ. Đó, các bác sưu tầm cứ liên hệ qua trực tiếp số điện thoại và em sẽ Zalo các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác mấy cây cù lao minh xanh và còn đúng một thân cù lao đỏ các bác. Đây là cái dòng cù lao minh xanh các bác này, đây là cái cù lao đỏ các bác này. Cù lao đỏ em còn đúng một nhánh, tại vì nhánh này là hôm trước em tách kỳ cho khách ấy, tách kỳ cho khách tại vì cái dòng này nó đẻ con rất là mạnh. Cái cù lao đỏ em còn đúng một nhánh ạ, ưu tiên cho bác nào mà gộp đơn ấy, chốt cho em bằng 60k các nhá. 60k cái thân cù lao đỏ các bác này, đây là cái dòng cù lao đỏ rất là đẹp các bác ạ. Đó, thực ra là khách lấy nhiều quá không còn đủ đơn nên nó còn sót lại một cái kỳ các bác. Còn sót lại đúng một cái kỳ cù lao đỏ các nhá. Đấy, cù lao đỏ bác nào gộp này chốt cho em bằng 60 các bác ạ. Còn đây là cái dòng cù lao xanh các bác, cù lao xanh của Thái các bác này. Hoa rất là thơm luôn. Hoa rất là thơm và chuẩn hoa cho các bác nhé. Đấy, cù lao xanh chốt cho em một mã này là E3 để các bác bằng 220k các bác nhé. 220 nó hơi lỗi lá một chút, một cây chuẩn hoa các bác ạ. Chuẩn hoa các bác nhé, lưỡi nó có hơi độ phớt hồng rồi, nói hoa rất là thơm các bác ạ. Đây là nó nở căng ra vậy, lúc mới nở màu xanh cốm rất là đẹp luôn. E3 bằng 220 các bác nhé. Đây, đến cái mã này là E2 các bác ạ, E2 ạ. Dạ, E2 em để các bác bằng 200k các bác nhé. E2 bằng 200k, cây này nó bị lỗi. Cây lỗi lá các bác này, 200k mà E2 các bác này, cù lao minh xanh này. Đó, cù lao minh xanh cây của Thái các bác nhé. Cái mã này E1, cây đẹp quá các bác. E1 nó là cây mít xếp. Đó, E1 là một cây mít xếp nhá. Cây này thì chuẩn bị nụ các bác nhé. Cây này em để các bác 180 các bác ạ. 180 các bác nhé. E1 nó là cái dòng cù lao xanh các bác ạ. Đó, cù lao xanh nhá. Rồi tiếp đến em giới thiệu các bác một cây hỏa hoàng hồng các bác ơi. Hôm nay còn đúng một cây duy nhất nhá. Nay còn đúng một cây duy nhất, mọi like thì khách lấy nhiều quá không còn đủ đơn các bác ạ. Không còn đủ đơn, hôm nay là sót lại đúng một múi thôi ạ. Đó, riêng cái hỏa hoàng hồng thì em về cả một kiện vài trăm cây các bác ơi, giờ lấy hết sạch xanh xanh luôn, còn đúng một cây các bác nhé. Đây là cái dòng hỏa hoàng hồng các bác này. Và các bác càng nuôi thì nó càng đẻ búi rất là nhiều luôn các bác nhé. Đẻ búi rất là nhiều luôn, riêng cái hỏa hoàng hồng ấy, hoa nó rất là sai, chùm bông rất là to nha các bác. Cái hỏa hoàng hồng em để các bác bằng 268 các bác nhé. 268 cho hỏa hoàng hồng này, còn đúng một đơn các bác nhé. Còn đúng một đơn duy nhất. Bác sưu tầm này chốt và alo cho em các bác nhé. Đây. Còn một đơn xanh Huế như hình các bác, xanh Huế nhá. Đây là khách đến vườn tách là nó còn sót lại thôi, còn đúng một đơn duy nhất các bác. Cái thân này nó là thân mẹ. Cái này em tặng kèm đây. Dạ, cái đơn xanh Huế xả các bác bằng 200k các bác này. Đó, xanh Huế các bác nhé. Nó còn lại những cái măng nó nhỏ hơn chút này. Nói một cái dề này băng măng cụm các bác nhá. Băng măng cụm em để các bác bằng 200 các bác ạ, xanh Huế. Đó, bác số tầm thì chốt và alo đến số điện thoại giúp em các bác nhá. Đó, alo trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái Zalo các bác ạ. Đó, tiếp đến để em giới thiệu các bác một lúa lan đuôi tròn các bác nhá. Một lúa lan đuôi tròn hồng các bác ạ. Cái mã này chốt cho em là cái mã A6 các bác ạ, A6 tròn hồng nhá, A6 tròn lúa. Các bác chốt cho em là A6 tròn lúa nhá. Đó, một lúa tròn siêu đẹp các bác ạ. Đấy, đây là hàng chồn lũa các bác này. Cây đã thuần ở hơn 6 năm rồi các bác nhá. Hơn 6 năm rồi. Có những cây thì cũng đang mở cái lá và chuẩn bị nụ các bác ạ. Hôm qua, đây đây, đang bắt đầu đi nụ các bác nhá. Đang bắt đầu hé một nụ rồi. Đó, hiện tại là lũa đang bắt đầu hé một nụ ạ. Cái mã A6 chồn trụ các bác chốt em là chồn trụ A6. Chồn trụ A6 em để các bác bằng 860 các bác nhá. Đó, 860k cho cái mã chồn trụ A6 các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. A6 chồn trụ. Đó, bằng 860 các bác nhé. Lúa này thì khá là nhiều cây. 2, 4, 6, 8, 10, 12 con chồn các bác ơi. 12 con chồn cho cái mã A6 các bác nhé. A6 chồn trụ 860. Đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một cái giò kiều tím Yên Tử các bác. Đẹp quá các bác. Bình thường những cái giò này thì bán không dưới 2 triệu rưỡi các bác ạ. Em chia sẻ cái mã kiều Yên Tử, cái mã là... Kiều Yên Tử K10 các bác ạ. K10 em để các bác bằng 1.450.000 các bác nhá. K10 Kiều Yên Tử bằng 1.450.000 các bác ạ. Bác nào sưu tầm K10 Kiều Tím Yên Tử chốt và alo số điện thoại cho em các bác nhá. À. Tiếp theo là cái mã K2. Là K2 của em một giò kiều Yên Bái các bác ạ. Đó, K2 của em một giò kiều Yên Bái đẹp ạ. Em để các bác với giá bằng 1.200.000 các bác nhá. Đó, 1.200.000 cho một tác phẩm kiều Yên Bái các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái sẽ Zalo các bác nhá. A2. Rồi tiếp đến thì em chia sẻ các bác một chậu quế Hòa Bình các bác ạ. Ở trước màn hình của em một chậu quế Hòa Bình của mã là Q9. Các bác nhìn những thân quế gọi là siêu đẹp các bác nhá. Lá nhựa phải nói chất rất là dày. Chất rất là dày luôn các bác ơi. Một chậu quế Hòa Bình nhá. Tác phẩm Q9. Dạ, Q9 thì em chia sẻ các bác cái mã này là bằng... Đẹp quá, cái lũa này đẹp quá các bác. Lũa Q9 em để các bác bằng 950 các bác nhá. 950k cho cái mã Q9 quế Hòa Bình các bác ạ. Và lá quá dày và đẹp luôn. Dạ, cái mã Q9 nhá, 950.
Quế Hòa Bình VIP ạ. Rồi tiếp một chậu Quế Hòa Bình tiếp theo ạ. Cái mã này thì chốt cho em là mã D3 Quế Chậu nhá. D3 Quế Chậu Hòa Bình. Dạ, D3 Quế Chậu Hòa Bình em để các bác bằng 800k các bác nhá. 800k cho Quế Chậu Hòa Bình các bác hãy D3. Dạ, cái mã này là D3 Quế Chậu Hòa Bình các bác nhá. Đó, em chia sẻ bằng 800k các bác nhìn những cái dòng đơn thân lá nhựa nó rất là đẹp. Ở riêng với Quế Hòa Bình rất là đẹp, vòi hoa rất là dài các bác. Cây đã ra hoa của nó là siêu là VIP như thế này các bác này. Đó, cái mã D3 Quế Hòa Bình em để bằng 800k các bác nhá. 800k cho cái mã D3. Rồi đến cái mã này thì bác chốt cho em là Q8. Q8 vẫn là một chậu Quế Hòa Bình các bác ạ. Đẹp. Chỗ lấy khá là đẹp các bác ơi. Q8 nhá. Các bác nhìn này. Cây khá đẹp. Q8 em để các bác bằng 650 các bác nhá. 650k cho cái mã Q8 Quế Hòa Bình. Đó, bác số tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái Zalo các bác nhá. Em gái sẽ Zalo. Đó, tiếp đến thì em lại chia sẻ các bác một cái giò Tam Bảo VIP ạ. Một cái giò Tam Bảo cái mã này chốt cho em là T6. Đó, một cái giò Tam Bảo Tây Bắc tiếp theo các bác ơi, đang đụ các bác nhìn lá này. Bản này nó siêu là đẹp các bác ạ, lá nhựa nhá, T6. Đó. Em chia sẻ cái tác phẩm T6 một cái dề Tam Bảo Tây Bắc các bác nhá. Đó, siêu đẹp các bạn nhà mình. Dạ. Chia sẻ cái mã T6 cho các bác với giá bằng 1 triệu các bác nhá. Đã chia sẻ nốt các bác 1 triệu lá nhựa đẹp hơn lá quế các bác nhìn. Đã chia sẻ cái tác phẩm T6 các bác nhá. T6 1 triệu. Đó, bác nào sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái sẽ Zalo các bác nhá. Dạ, T6 một cái giò Tam Bảo Tây Bắc các bác ạ, một dề Hoàng Tam Bảo Tây Bắc. Đã chia sẻ với giá bằng 1 triệu các bác nhá, 1 triệu. Đó, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác những cây Mitsu 4N các bác ạ. Đây các bác nhìn. Toàn bộ là dòng su rụt nhá. Su rụt cây đã được nuôi vườn các bác ạ. Cái mã này chốt cho em là N1 ạ. Còn có ít hơn các bác ơi. Đấy lô này của em chậu thì nó cũng rơi vào tầm 200 chậu các bác. Giờ này chắc cũng chỉ còn tầm mười mấy 20 chậu các bác ạ. Mười mấy 20 chậu thôi. Dạ. Chia sẻ các bác cái mã N1 nha. Tại vì cái lô này nó ra nụ nhiều, khách lấy nhiều các bác. Nó cùng một lô luôn nhưng mà cây thì nụ trước, cây thì nụ sau các bác nhá. Chia sẻ cái mã N1 xạ các bác bằng 260 các bác ạ. 260 cho N1 các bác nhé. À, tiếp đến cái mã N3 là một chậu 2 cây các bác. Các bác nhìn chậu 2 cây siêu rụt rịt nha. Không phải là nó nhỏ mà không có nụ đâu các bác. Nhỏ mà nó có vỏ các bác. Lô này thì chuẩn cho các bác là hoa tháng 4 đến tháng 7 nhá. Tại vì những cái chậu hôm trước em đã sale là có nụ các bác ạ. Dạ, cái mã N3 em để các bác bằng 530 các bác nhé. N3 là một chậu 2 cây bằng 530 các bác ạ. N3 này. Rồi tiếp đến cái mã N13. N13 vẫn là một chậu 2 cây các bác nhé. Đó, N13 là một chậu 2 cây, các bác nhìn bản mít của nó lại gọi là lá siêu là to các bác. Này, các bác ngắm chất cây lá này. Trời ơi, quá là đỉnh luôn ạ. Cái mã N13 em cũng để bằng 2 cây với giá bằng 530 các bác ạ. Các bác ngắm những cây này. Đó, 530 cho cái mã N13 các bác nhá, N13. Ôi, tiếp đấy là cái mã N2 các bác. N2 thì nó gọi là, đấy các bác nhìn này, nó đứt tụt mất tí ngọn để còn phần nhánh các bác nhìn thấy chưa? Đẹp. Rồi cái mã N2 xạ các bác bằng 250 các bác nhá. N2 bằng 250 các bác ạ. Đây cây này năm ngoái đã cho hoa rồi này. Đấy, không phải là cây trước cho hoa đâu các bác nhá. N2 em xạ các bác bằng 250 các bác ạ. 250 các bác nhá. Đây cái mã N7. Rồi N7 cũng sale các bác bằng 260k các bác này. Lá nhựa đẹp chưa? Đó, cây thì đã mở cái lá các bác nhá, chuẩn bị hàng nụ luôn. Các bác nhìn bản lá chất này. Cây đã nuôi vườn nên là lá dày, cứng đét luôn. Đó, N7 em để các bác bằng 260k các bác nhá. 260k cho cái mã N7. Đó, các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái sẽ Zalo các bác nhá. Rồi em lên một cái chậu VIP đơn thân. Đây là một cái chậu 4N VIP các bác này. Đấy, cái chậu này đi nụ rồi sao ấy. À, mở nụ, chậu này bắt đầu mở cái lá chuẩn bị nụ nhá các bác. Đây các bác nhìn những cái mày lá này. Mày cái lá nó sưng rồi nhá. Rồi, em chia sẻ cái tác phẩm một chậu 4N VIP các bác chốt cho em là M1 này. M1 là một chậu 4N 2 cây mẹ bồng con nhé. M1. Rồi em chia sẻ các bác bằng 1.280.000 các bác nhé. Đây. Mẹ bồng con 1.280.000 trong năm em bán 1 triệu một cây đấy. Đó, 1.280.000 cho cái mã M1 VIP các bác nhé. M1 là 4N VIP. Em để các bác bằng 1.280.000 nha các bác. Đó, 1.280.000 cho cái mã M1 4N VIP nha. 1.280.000. Rồi cái mã M2. M2 là một chậu đơn. Dạ, M2 là một chậu đơn thân, em để các bác bằng 650k các bác ạ. 650 cho cái mã M2 các bác nhé. Đây.
Tiếp đến thì em giới thiệu các bác, đó là một cái chậu cáo đỏ các bác. Đây là cái dòng cáo đỏ của Bắc Cạn này. Riêng bông thì nó đỏ rất là to, vòng bông rất là to luôn nhé. Đỏ Bắc Cạn có đúng một chậu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Cây này thì nó đứt mất một tí ngọn nữa, tính 6 quá nhá. Chậu này để các bác bằng ôi xả các bác bằng 320 các bác ạ, 320. Riêng cái dòng cáo đỏ Bắc Cạn này nó siêu đẹp các bác. Đây là nhà em cho nó phun vôi trong các bác ạ. Đây các bác nhìn này, nó lấm này. Đấy, 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 nó dính cái nước vôi trong các bác ạ. Đó, cáo đỏ Bắc Cạn em để các bác bằng 320 các bác nhé. Có đúng một chậu thôi, nên sẽ không lên mã các bác ạ. Dạ, tiếp theo em chia sẻ các bác một cái chậu sơn thủy tiên mắt đỏ này. Đây là cái dòng sơn thủy tiên mắt đỏ các bác nhé. Đang nụ quá trời luôn các bác nhìn này. Đang nụ quá trời, sơn thủy tiên mắt đỏ em sale các bác bằng 350 các bác ạ, 350 nhé. Đây là cái dòng sơn thủy tiên mắt đỏ các bác nhìn thấy chưa? Đấy, đang bắt đầu nụ nhé. 350 cho sơn thủy tiên mắt đỏ. Bác số tầm thì chốt và alo cho em nhé. Rồi. Tiếp đến của em là một chậu mắt nâu đen các bác, mắt nâu nhé. Cái này dòng này nó mắt nâu. Em cũng để các bác bằng 350 một chậu các bác ạ. Đó, 350 cho cái chậu mắt nâu các bác nhé, sơn thủy tiên mắt nâu. Đó, các bác số tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Đây là những chậu lan đen rô các bác nhìn. Đó, đây là những chậu đen rô lá mít các bác nhìn thấy chưa? Mầm tơ gọi là nó tủa quá nhiều luôn. Đây các bác, nó đang đi mầm gốc này. Tua tủa luôn ạ. Em chia sẻ các bác 180k cho một chậu lan đen rô các bác nhá. 180 một chậu này. Đó, trong năm khách lấy 380 một chậu các bác ạ. Hôm nay xả các bác 180 một chậu lan đen rô lá mít nhá. Một chậu lan đen rô lá mít nay xả các bác 180k một chậu. À, tiếp đến em chia sẻ các bác những cây quế Hòa Bình đơn thân. Đấy. Đây là còn lại một số cây này các bác nhé. Hôm nay còn lại một số cây này là em sẽ sản nốt các bác này. Mít rụt như thế này luôn các bác. Cái mã này chốt cho em là 1D. Cái mã 1D nhé các bác nhé. 1D nhé. 1D nó là những cây ở cục nguyên bản. Em cắt ra lên chậu để vận chuyển các bác nó dễ. 1D 280 các bác ạ. Quế mít xếp rụt Hòa Bình nhé. 1D. Đấy, cái mã 2D cũng bằng 280 các bác nhé. Chất quá đẹp các bác này. Đây. 2D này. Mã 2D bằng 280 này. Dạ, cái mã 4D ạ. 4D các bác nhé. Cái này là nó bị xém thôi các bác. Nó xém nắng khô. Các bác này không phải là cây nó làm sao đâu. Các bác nhìn cổ lá nó đẹp này. 4D bằng 280 các bác ạ. 4D bằng 280 các bác nhé. Rồi cái mã này là 3D. Các bác nhìn 3D lá tròn này. Đẹp chưa? 3D nhá. Nó hơi bị xước những cái đầu lá các bác này. Xước đầu lá này. Đấy, góc này còn có những cái con sâu nó ăn ấy, mất tí đầu lá nhé. 3D em để các bác bằng 300k các bác ạ. Đó, 3D có nhá. 3D em để các bác 300k các bác nhá. Đẹp quá luôn. Đó, mã 3D bằng 300 các bác ạ. Quế Hòa Bình các bác nhé. Quế Hòa Bình này. Cho cái mã này là mã 8D. Dạ, mã 8D em để các bác bằng 260 các bác ạ. 260 cây này thì nhỏ hơn một chút các bác. Cây này nhỏ hơn một chút em để bằng 260 các bác nhé. Cái mã này là 8D. Cái mã này là 7D các bác. Mã 7D này thì có 2 cây. Hai cây đẹp quá các bác. Mã 7D nhá. 7D em để các bác bằng 380 các bác ạ. 7D bằng 380 các bác nhá. 7D bằng 380. Còn mã 6D các bác. Đây mã 6D lá xoáy này các bác này. Lá to quá. Lá rất là dày các bác. Đây là những cái mép lá này nó có độ gọi là hơi cháy cháy mất một tí mép lá. Lá của nó là lá tím các bác ạ. Lá tím này. Nó đầy cái góc bên này cháy mất một tí. Cháy mất một tí nhá. Cái mã 6D các bác nhìn này. Cháy mất một tí góc này. Dạ, cái mã 6D thì gọi là cây to quá nhưng mà nó hơi cháy tím, để các bác cũng bằng 280 các nhá. 6D bằng 280. Dạ, cái mã 6D bằng 280 các bác nhá. 6D bằng 280. Dạ, cái mã 5D. Mã 5D cũng siêu đẹp các bác này, 5D này. Mã này 300k rồi. Mã này để các bác 280 luôn các bác nhá. Mã 5D bằng 280 luôn các bác ạ. Quế mít xếp rụt Hòa Bình nhá. Hôm nay còn vài cây này là em sale nốt các bác này. Đấy, sale nốt thôi, còn không bao giờ có những cái lô nào đẹp như thế này đâu các bác. Toàn bộ những cây cục nguyên bản cắt chọn lọc ra các bác. Đây. Đó, các bác sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái sẽ Zalo các bác nhé. Em gái sẽ Zalo các bác ạ. Đấy ạ, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một tác phẩm Kiều Yên Bái nữa các bác này. Cái mã này K1 này. Ở trước màn hình của em một cái tác phẩm Kiều Yên Bái, mã là K1 nhá. K1 Kiều Yên Bái em để các bác bằng 1.380.000 các bác ạ. 1.380k các bác nhé. Kiều tím Yên Bái nhá, VIP K1 ạ. Quá đẹp các bác ơi. K1 kiều tím Yên Bái VIP nhá. Rồi hôm nay có một cái cây gọi là màu vàng chanh tác phẩm. Một cây vàng chanh tác phẩm các bác chốt cho em là vàng chanh VIP nhá. Vàng chanh VIP em để các bác bằng 800k các bác nhá. Cây này trong năm em bán các bác 1.500.000, 1.600.000 đúng không ạ? 1.500.000, 1.600.000 các nhá. Ở ra năm là nó hết hoa, cắt ngồng hoa các bác dưỡng cây này. Em sale các bác bằng 800k các bác ạ. 800k vàng chanh VIP các bác nhá. Bác chốt vàng chanh VIP thì alo cho em các bác ạ.
Tiếp theo thì em sẽ chia sẻ các bác những cây màu cam. Đấy, cái mã này của em là cái mã V19 các bác nhé. Đây là những cái màu cam lửa này. Cam lửa đẹp lắm các bác, cam lửa V19, cam lửa của nó màu nó tắt như này các bác. Đây là nó tắt hoa rồi, cái màu vàng chanh à, cái vàng cam lửa nó rất là đẹp các bác. Nhưng cái màu cam lửa nó rất là đẹp luôn, cái mã V19 cam lửa. Đó, V19 nhá, hôm nay xả các bác đấy, các bác nhìn cây đẹp này, một cặp này. V19 cam lửa em để các bác bằng 180k các bác nhá, 180. Rồi cái mã V19 cam lửa các bác nhá. V19 cam lửa, cái mã này là V16 vẫn là màu cam các bác. Đó, V16 vẫn là màu cam, cặp này em để các bác 168 các bác nhá. Đây hoa nó cũng mới hết các bác này. 168 nhá, rồi cái mã V16 cam lửa các bác nhá. V16 cam lửa em cũng để các bác bằng 180k, à 168 các bác ạ. V16 bằng 168 các bác nhá. Đây. Tiếp đến thì em có cái cặp này gọi là V1 các bác ạ. V1 cái cặp này nó màu vàng chanh bị lỗi. Bác này vàng chanh lỗi này, V1 này. V1 vàng chanh lỗi nhé. Em để các bác cái cặp này với giá là bằng 220k các bác ạ. Cặp này không lỗi thì không dưới 680 các bác nhé. Em để các bác 220. Cây thì phải nói là rất là đẹp do nó bị chảy các bác nhé, không là ảnh hưởng chất cây nhé. Dạ, V1 bằng 220 các bác ạ. V1 220 ạ. Vàng chanh lỗi ạ. Đã tiếp đến giới thiệu các bác một cây hồng cánh sen nhá. Hồng cánh sen các bác cho em là 11A. Cái mã 11A hồng cánh sen VIP, hai cây mít xếp các bác nhìn này. Hai cây mít xếp rụt nha, hồng cánh sen nha. Cái này nó sát mất một tí lá mặt các bác. 11A hồng cánh sen VIP em để các bác bằng 230k có nhá, 230k có nhìn cây mít xếp này. Đấy. 11A hồng cánh sen bằng 230 các bác nhá. Đây cái mã 12A. 12A vẫn là một cặp hồng cánh sen VIP các bác ơi, nhìn bản lá này. Siêu VIP luôn các bác, hồng cánh sen siêu VIP nha. Các bác chốt cho em cái mã này. Trong năm em bán 450 các bác, trong năm bán 450, hôm nay xả các bác cặp này. 12A em chia sẻ các bác nhá, 12A hồng cánh sen. Xả các bác 280 nhá, 280k quá nhá, 12A. 280 các bác ạ. Đây. 280 các bác nhá. Đây xe này các bác này, ô tô đến tận nhà chở hàng đây các bác này. Đây. Đây là những đơn hàng mà em cũng đang chuẩn bị đi đơn cho khách đây các bác ạ. Đấy, cũng đang chuẩn bị đi đơn, thực ra vẫn chưa đóng xong các bác nhé, chưa đóng xong. Các bác sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại các bác nhé. Ở đây hôm nay giới thiệu các bác một cái rể hỏa hoàng các bác ạ. Đây là cái dòng hỏa hoàng cam này. Đấy, tặng một tác phẩm hỏa hoàng cam các bác nhé. Một rể phải nói siêu to, cái dòng này đẻ con, đẻ búi rất là nhanh các bác. Một tác phẩm đó, như trong năm thì em cũng đã chia sẻ những cái tác phẩm hỏa hoàng thì trong năm cũng như mấy cái live hôm trước ấy, em lên những cái dề tác phẩm hỏa hoàng rất là khủng, mà có những bác mà mình sưu tầm những cái tác phẩm đây. Hôm trước em sell những cái giò như này 3 triệu các bác ạ. Đó, nói chung là tương lai những cái giò này sang năm nó to hơn cái dề mà như ở cái video này các bác nhé. Nói chung là cái dòng hỏa hoàng thì nó qua hoa quanh năm các bác ạ. Và chia sẻ cái tác phẩm hỏa hoàng này nhá. Bác sưu tầm này chốt vào alo cho em này, hỏa hoàng cam này. Rồi hỏa hoàng cam này em để các bác với giá bằng 1.200.000 các bác nhá. Đây là cái dề khủng các bác, là dề khủng, những dề nhỏ em bán hết rồi. Hỏa hoàng cam một tác phẩm nhá, 1.200.000 các bác ạ. Đó, không phải những cái quả như thế này các bác này, nó khô các bác có thể rắc lên chậu ấy. Rắc ký lên chậu nó đi, nó đẻ con rất là nhanh nhá, đẻ con rất là nhanh. À, vừa mới bắt đầu hết đợt hoa và nó sẽ chuẩn bị đợt hoa tới các bác nhá. Đó, 15-20 ngày sau nó sẽ vào một vụ mới các bác và một đợt mới nhá. Đó, tác phẩm hỏa hoàng em chia sẻ các bác bằng 1.200.000 các bác nhá, 1.200.000. Đó, các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại Zalo các bác nhá. Đó, số điện thoại em đã ghim trên bài là số Zalo trực tiếp các bác ạ. Số Zalo trực tiếp nhé. Rồi chia sẻ các bác một cây đai châu màu trắng các bác. Ở trước màn hình của em là một cây đai châu màu trắng đó nhé. Gọi là trắng ngọc trinh các bác này. Ở trắng tuyết rất là đẹp và thơm các nhé. Dòng đai châu nó rất là thơm. Đây các bác ơi, nó chuẩn bị hé nở. Ở chia sẻ một cái chậu đai châu của mã là châu trắng các bác, chốt cho em là châu trắng VIP. Em để các bác bằng 580 các bác ạ. 580 các bác nhé. 580. Đó, cho cái cặp đai châu trắng VIP nhé. Các bác chốt là trắng VIP 580 các bác ạ. Trắng VIP 580 nhé. Rồi. Đó, tiếp theo là của em, nó là một cái cặp có mã là V13 các bác. Đó, V13 cái cặp vàng này thì bị lỗi nhiều các bác ạ. Lỗi nhiều là lỗi lá chân này. Rồi V13 vàng lỗi em để các bác 186 ấy. 186 vàng lỗi V13. Đó, cái mã V13 vàng lỗi 186 ạ. Đây em có một cây xanh cốm các bác nhé. Một cây xanh cốm đẹp quá. Một cây cái xanh cốm mã là V10 các bác ạ, V10 lỗi nhẹ nhá. Dạ V10 xanh cốm lỗi nhẹ em để các bác bằng 220 các bác ạ, 220 các bác nhá. Cũng đã ra hoa và hết hoa con này. Đó, V10 xanh cốm nhá, V10 xanh cốm em để các bác 220 các bác ạ. Gọi là lỗi nhẹ các bác nhá, lỗi nhẹ 220 cho cái mã V10.
Tiếp đến thì em chia sẻ các bác một cái cây hồng này, các bác một cây hồng Anna đẹp này. Cháy xé mất một tí này, hồng Anna em để các bác bằng 220 các bác ạ. Hồng Anna nhá, chốt cho em cái mã hồng Anna bằng 220 các bác ạ. Rồi chia sẻ các bác một cây. Vẫn là cái cây hồng cánh sen các bác nhá, vẫn là cây hồng cánh sen mà phải nói cây này siêu to đẹp các bác. Mặc dù cây con bên này nó lỗi mất một tí lá chân quá, nhưng phải nói là bản to. Bác về tách ra các bác ạ, tách ra một chậu hai cây thì quá là to. Em chia sẻ cái mã này là 13A, cái mã 13A. 13A nhá, 13A cánh sen. Cặp này em cũng để các bác bằng, nghĩa ra nó không lỗi lá chân thì em bán 460, em để các bác cặp này bằng 286 nhá. 286 hồng cánh sen nhá. 286 cho cái mã 13A các bác ạ, 13A hồng cánh sen 286. Các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhé. Tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái chậu bạch nhạn hoa màu trắng các bác. Đây. Ở trước màn hình của em là một chậu bạch nhạn hoa màu trắng các bác. Đẹp lắm các bác ơi. Hoa gọi là trắng tuyền nhá, siêu đẹp các bác nhé. Bạch nhạn. Các bác chốt cho em cái mã này bằng 450 các bác ạ. 450 nhé. Đây ạ, 450k cho cái mã bạch nhạn hoa trắng các bác ạ. Bạch nhạn hoa trắng nhé, 450 các bác nhé. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một cái chậu Korat Koki các bác ạ. Trước màn hình của em là một cái chậu Koki siêu đẹp các bác nhé. Đó, các bác cũng biết rồi, thị trường một những chậu Koki này nó sẽ không dưới giá là 580 600k một cây các bác ạ. Em chia sẻ các bác cái chậu Koki này. Đó, Koki với giá là bằng 600k các bác nhé. 600k cho một chậu Koki các bác ạ, Korat Koki ạ. 600k. Đó, bác là sưu tầm thì chốt và alo số điện thoại cho em các bác nhé. Rồi hôm nay em còn hai chậu nhạn tháng 8 các bác này. Hai chậu nhạn tháng 8 cuối cùng của vườn em sẽ sale xả nốt cả nhà mình. Chốt cho em cái mã này là G4 nhá, G4 một chậu nhạn tháng 8, đoạn này nó hơi bị cháy lá các bác này. Lá nó bị xước tự nhiên các bác, xước nẻ tự nhiên này. Cái này nó là vết xước mà không hiểu là nó dạn kiểu gì, cảm giác như là đột biến. Đột biến lá kẻ nhưng mà cũng không phải là lá kẻ các bác. 1 2 3 4 5 cây các bác nhá, 5 cây. Cây này lỗi một tí đứt tí đầu lá này. Tính bằng 5 cây, 6 cây tính bằng 5 các bác. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, cây nhỏ đây 6 tính 5 cây. Cái mã G4 này 5 cây để các bác nhé. Bình thường đơn này bán 860 1 triệu. Nay để các bác bằng 420 các nhá. G4. Đó, G4 bằng 420 các bác ạ, nhận tháng 8 nhá, nhận tháng 8. Vâng. G4 nhận tháng 8 bằng 420 các bác nhá. Đây cái mã G5, G5 thì phải nói là cây quá chất các bác ạ, cây quá là chất. Bình thường G5 thì em bán hơn 1 triệu các bác. 1 triệu 350 rồi, hôm nay xả các bác đơn này bằng 680k các bác nhá. 680k cho cái mã G5 nhận tháng 8 các bác ạ. G5 nhận tháng 8 nhá. Bác sưu tầm chốt. Alo qua số điện thoại giúp em các bác ạ nhá. 2 4 6 8 cây các bác ơi, to nhỏ nhá, to nhỏ 8 cây. G5 nhá, G5. Đó, các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại cho em các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu bác một lũa lan đai châu như thế này các bác. Đây là châu trên lũa các bác ạ, nó là bị hơi bị mục lũa. Để sale bác nào về các bác có thể ký lại các bác, ký lại nhá. Vòi hoa thì các bác cũng biết những giò này trong năm của em gọi là trắng lũa luôn, nó nhiều hoa lắm các bác. Đây có những cây mịn bồng con này các bác này. Mai xả cho bác nào về ký lại nhá. Thực sự là sale các bác về ký lại chốt cho em với giá bằng 1 triệu các bác ạ, 1 triệu nhá. 1 triệu C 1 trụ 9 cây, các bác nhìn 9 cây châu VIP như thế này. Đó, về các bác chỉ cần ký lại lũa thôi là các bác đó có một cái lúa tác phẩm trong năm em bán 2,8 triệu. Đó, trong năm em bán 2,8 triệu các bác nhá. Đấy. Giờ xả các bác 1 triệu các bác 9 cây, một lũa 9 cây nhá. Xả các bác về ký lại lũa. Đó. Treo các bác bằng 1 triệu. Nói chung là để mà treo để các bác treo mình vẫn chơi được 2 năm. Đấy, cứ thế treo vẫn chơi được 2 năm các bác, C1 trụ nhá. 1 triệu các bác. C1 trụ 1 triệu các bác nhá. Và tiếp theo là của em những chậu cát pha thơm này các bác này, đây là chậu cát trắng pha thơm như thế này các bác ơi. Bông mình phải nói siêu to đẹp các bác. Thơm ơi là thơm các bác ơi, thơm ơi là thơm này, cát này, cát 1 này. Chốt cho em cái cát 1 khủng, em xả các bác bằng 680k các bác. Chậu cát 1 nhé, cát 1 khủng 680 các bác ạ. Đó, cát số 1 khủng bằng 680 các bác nhé, 680. Đây các bác, trước màn hình của em còn một lũa nhạn tháng 8 như thế này các bác này. Trước màn hình của em là còn một lũa nhạn tháng 8 ra live VIP như thế này nhá. Bình thường lũa này thì em đang sale các bác ở trên live. Bình thường tối em hay bán live. Cái lũa này thì thường em bán các bác là 1,860 triệu nhá. 1,860 triệu, hôm nay xả các bác này. Xả các bác bằng 1,150 triệu các bác nhá. Xả các bác bằng 1,150 triệu. Đó, nhạn tháng 8 các bác nhá. Nhạn tháng 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây các bác. 1,150 triệu các bác nhá. Cây này là gãy ngọn để con các bác.
lễ cây con, mà con cây con đã ra hoa rồi nhá các bác. 1.150.000 các bác nhá. Các bác chốt cho em cái mã này là G6 lũa. G6 nhận tháng 8 lũa nhá. G6 nhận tháng 8 lũa. Đây của em một chậu cát vàng lưỡi đỏ các bác. Đây là cái chậu vàng lưỡi đỏ hôm nay xả các bác bằng 580k các bác này. 580 cho cái chậu cát vàng lưỡi đỏ các bác nhá. Chậu cát vàng lưỡi đỏ bằng 580 các bác ạ. Ở tiếp theo là cái trụ đai châu của mã là C2 các bác nhá. Ở trước màn hình của em là một trụ đai châu của mã C2 siêu to các bác ạ. Siêu to cho cái mã C2 nhá. Trong năm em bán 3.8 triệu, 4 triệu. Đây xả các bác này. 1.800.000 các bác, 1.800.000 nhá cho cái mã C2 trụ ạ. Các bác nhìn cũng vẫn là 9 con trâu hàng khủng nhá. 9 con trâu hàng khủng cho cái mã C2 trụ. 1.800.000 các bác nhá, tác phẩm. Nói chung là bây giờ là nó hết hoa các bác nhìn nó vậy, trong năm thì vừa hôm trước đây. Cách đây có mấy ngày thôi hoa vẫn còn trắng giò luôn. Chia sẻ các bác C2 trụ nhá bằng 1.800.000 các bác ạ. 1.800.000 cho cái mã đai châu C2 trụ. C2 trụ bằng 1.800.000 các bác nhá, 9 cây một lũa. 9 cây một lũa các bác nhá, lũa khủng. Các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhá. Đấy, tiếp đến thì em sẽ sell các bác những cái lũa lan đuôi trồn các bác này. Đó, trước màn hình của em là một cái chậu trồn VIP. Trồn hồng khủng nhá, các bác chốt cho em là trồn hồng khủng. Đấy, trồn hồng khủng đang nụ. Em để các bác bằng 1.680.000 các bác ạ. 1.680.000 cho trồn hồng khủng các bác nhá. Đó, bắt đầu sưu tầm trồn hồng khủng chốt và alo đến số điện thoại giúp em các bác nhá. Trồn hồng khủng 1.680.000 các bác nhá. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác một lũa lan đuôi sóc các bác này. Đây còn có một lũa thôi các bác, lũa cuối cùng đấy. Bắt đầu sưu tầm sóc lũa các bác chốt này, S lan đuôi sóc nhá, chốt là đuôi sóc. Đó, đuôi sóc em để các bác bằng 600.000 các bác nhá. Còn có một lũa các bác, cây này phải nói cây siêu to. Phải nói là cây siêu to luôn các bác, một đây. Lũa sóc cây siêu to em để các bác bằng 600.000 các bác nhá, 600.000, còn đúng một lũa duy nhất các bác ạ. Đúng một lũa nhá, hết hết cái tác phẩm lũa như thế này thì sẽ không có nữa các bác, tại vì đuôi sóc thì nó nuôi rất là lâu. Lâu năm lắm mới được một lũa sóc như thế này các bác nhìn. Cây quá đẹp luôn đuôi sóc nha. Có đúng một lũa các bác ơi. Đuôi sóc bằng 600.000 các bác nhá, 600.000 cho lũa sóc tác phẩm. Ở trong khi này là còn chưa có một tí phân nào luôn các bác, chưa một tí phân nào luôn nhá, 600.000 cho lũa lan đuôi sóc các bác nhá. Đây, tiếp theo em giới thiệu các bác một cái trụ quế trắng, chốt cho em là Q1 quế trụ nhá. Dạ, Q1 quế trụ Hòa Bình. Lũa VIP này em để các bác bằng 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 cho cái mã Q1 nhá. Quế Hòa Bình trụ ạ. Dạ, Q1 quế Hòa Bình trụ với giá bằng 1.500.000 các bác nhá. Đó, 1.500.000 cho cái mã Q1 quế Hòa Bình trụ. Các bác sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái sẽ sell Zalo các bác nhé. Đây các bác chốt cho em cái chồn lũa này. Chồn lũa các bác ơi, chồn lũa cũng đang nụ như này các bác này. Đây. Nụ rất là to, các bác nhìn những con chồn nó nở lá căng đét này. Các bác chốt là chồn trụ nhá, là trụ. Bác chốt cho em là trụ 2 này, cái chồn này chồn trụ số 2 nhá, tại vì em bắt đầu lên lũa này là lũa chồn trụ số 2. Dạ chồn trụ số 2 em để các bác bằng 800.000 các bác nhé, 800.000 trồn trụ này thì nuôi nó lâu lắm các bác ạ. 2, 4, 6, 8 con trồn các bác ơi. Rồi 8 con trồn này em sell các bác bằng 750.000 các bác nhé, 8 con trồn. Trồn trụ 8 cây, các bác chốt là trồn trụ 8 cây. Đó, em sell các bác bằng 750 các bác nhé, cũng đang đi nụ các bác ạ. Nói là lá nở căng đét luôn. Trồn trụ 8 cây bằng 750 các bác nhé, 750. Chốt trồn trụ 8 cây thì alo cho em các bác nhé. Đây nó là cái đuôi trồn trụ 8 cây đi. Nó sell các bác bằng 750 các bác ạ. Đấy các bác sưu tầm thì cứ trực tiếp qua số điện thoại các bác nhé. Đấy hoặc là những cây 4N Mitsu như thế này các bác. Thì nó toàn bộ là những hàng Mitsu đẹp các bác này. Đấy. Có 250k một chậu. Cái mã này là mã N2 các bác. Đấy em giới thiệu lại các bác xem nó dễ kỹ hơn các bác nhé. N2 này. N2 bằng 250 nhé. 4N. Đấy, cái mã này là N13 VIP. Chậu 2 cây xếp rụt. N13 là một chậu 2 cây xếp rụt bản to lá nhựa các bác nhìn thấy chưa? Siêu to tròn hiếm khi các bác nhìn thấy những cây 4N bản đẹp như thế này.
Đã cây thì đã được nuôi vườn lá rất là dày nhá. N13 em để các bác là bằng 530 các nhé. 530 N13. Đây cái mã này là N1 này. Đó. N1 thì em để các bác với giá là bằng 260k các bác nhé. Toàn bộ là cây đã nuôi vườn như thế này. Chúc em cái mã N1 bằng 260 ạ. Và cái mã N3 thì vẫn là một chậu 2 cây mít rụt ạ. N3 thì vẫn là một chậu 2 cây mít rụt với giá bằng 530 các bác nhé. 530 cho cái mã N3 mít rụt các bác nhé. N3 mít rụt. Đấy. Sưu tầm đi alo cho em các nhé. Đây cái mã này là N7 này. Các bác nhìn này. Cây đẹp như thế này này. Đấy, cây đẹp như thế này luôn. Và mã này là N7 nhá. Để các bác bằng 260 các bác nhé. Đấy, cây thì đã nuôi vườn lá. Các bác nhìn này, nó dày như thế này luôn. Đó, 260 các bác nhé. 260. Đó, các bác sưu tầm đi alo cho em các nhé. Đây là cái mã 8D này. 8D quế rụt các bác này. Đấy, 8D quế rụt bằng 260 các bác này. Đấy, 1D này. Mã 1D này bằng 280 các bác nhé. 280 nhé. Quế Hòa Bình các bác 1D này. Cái mã 7D này. Đó, mã 7D thì em để các bác bằng 380 này. Cây một cặp này. Em giới thiệu lại các bác xem những cái cặp này nó đẹp như thế này luôn. Đó, 1D nhá. 1D bằng 380 nhá. 1D bằng 380. Các bác xem lại nó kỹ hơn. Đây, cái mã này là 3D. Nó 3D bằng 300 các bác nhá. 3D bằng 300 các bác ạ. Đây, đây còn lại toàn bộ những cây đẹp các bác nhá. 3D bằng 300. Rồi cái mã 2D này. 2D em để các bác bằng 280 các bác nhé. 2D bằng 280 nha các bác. À, các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái sẽ Zalo từng chậu các bác nhé. Đó, em ơi. Xin cảm ơn tất cả các bác đón xem và ủng hộ ạ. Cảm ơn tất cả các bác đã đón xem nhé. Em xin chào các bác ạ. Các bác muốn săn những cái hàng đẹp thì cứ Zalo trực tiếp qua số điện thoại bên em là Zalo chính luôn các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.